nay Fuse Bonsai xin phép được gửi tới anh em một số tác phẩm bonsai mini, và những tác phẩm này là có giao lưu nhá. Mở đầu thì sẽ là một cái cây sam hương bám đá rất lâu năm rồi. Cái cây sam hương này thì nằm trên một cái khe mỏng nhá. Anh em có thể nhìn thấy cục đá, đây là mặt sau của cây này. Còn đây là mặt trước. Đấy, cây rất là già, dễ buông. Đấy, kiến bò tung tăng luôn. Cây rất là già, chi dăm cũng làm khá là kỹ rồi. Em có thể nhìn tổng quan cái cây này. Đấy, bám dễ bám như con bạch tuộc luôn. Cây cuối thu nhưng mà vẫn rất là sung. Anh em có thể mang về đặt ở bàn trà, rất là đẹp, rất là phù hợp. Nếu thích cây này thì hãy inbox ngay cho Phiêu Du để biết giá nhé. Tiếp đến sẽ là một cụm rừng sam núi trái. Đây là một cụm rừng sam núi được khai thác tự nhiên. Cái cụm rừng sam núi trái này thì có 3 thân đằng trước và 3 thân đằng sau. Anh em có thể nhìn thấy sự hài hòa của nó. Cụm rừng khai thác rất đẹp, tròn đều nhé, bệ biết đầy đủ. Sam núi thì không mạnh về bệ, nhưng để mà được cái bệ như này là cũng không có nhiều đâu ạ. Cây này thì được nằm trong một cái chậu tàu cũng rất là giá trị. Nhưng cụm sam trái này thì chơi được anh em ạ. Đây, anh em nhìn rêu rước mọc, thân già trắng, u mấu sẹo, đặc điểm sam núi trái. Thì cành khai thác già thậm chí dằm luôn. Đây, có trái luôn anh em nhé. Tiếp theo là một cái sam hương mini bám đá, hàng size một tay B nhẹ. Đấy, nằm trong một cái chậu tàu gốm hồng sa rất đẹp. Cây cũng bám đá khá lâu rồi. Đấy, sam hương mùa này rất khỏe, rất sung. Đấy, chơi mặt này đẹp này anh em, dễ rất quái nhá, dễ cực kỳ quái luôn, quấn chặt cục đá luôn. Cái này bó lâu lắm rồi. Con sam hương dáng bay bay khá chất, chơi được hai mặt nhá. Đây mặt sau này, mặt chính của nó là mặt này, khá đẹp. Anh em về tỉa những cái ngọn dài dài đi, tròn tá đẹp. Đây em không muốn tỉa, em muốn thấy độ sung của nó. Cây rất là ok, chậu thì đẹp rồi. Anh em nhìn kỹ này. Tiếp theo cũng là một cây sam hương bám đá. Con này thì dễ, không dài bằng con kia. Nhìn nó lực cây hơn. Và cái độ bám của con này theo em đánh giá là bám chắc hơn con kia. Dễ đâu con quặc xuống như này. Con này theo cái dáng lùn hơn, cũng có một cái tay bay ra. Cây này cũng nằm chậu tàu luôn em nhé. Tiếp theo cũng là một cây sam hương nhưng mà dáng đổ. Không hiểu anh em như nào nhưng mà bản thân tôi rất là thích dáng đổ. Nhìn nó cứ mềm mại, nó cứ giống im một cái dòng thác chảy xuống. Đấy. Đây là mặt sau ạ. Mặt sau cây đang rất sung. Đấy, mặt trước đây nằm trong một cái chậu gốm Trung Quốc rất đẹp, rất hợp với dáng cây. Con này có nhận là rất là phê. Đấy, cây đã buộc dây rất cẩn thận rồi. Chậu đẹp. Tiếp đến là sẽ có một cái cây khắc bọt này. Đây là một cây mẫu đơn đảo các bác nhá, khai thác ngoài đảo ấy. Một cái cụm rừng rất là tự nhiên, đóng rêu đẹp, cũng nằm trong một cái chậu tàu. Đấy, bên em thì cố gắng là vào chậu đẹp luôn cho anh em về chỉ chơi thôi. Cây này thì chả phải làm cái gì cả. Mẫu đơn này thì cũng có hoa nhá các bác nhá, bé bé này thôi nhưng mà cũng dễ ra hoa lắm. Hoa thì màu đỏ, lá chung rất đẹp. Là mẫu đơn nhưng mà anh em nhìn thấy rất là tròn, rất là bóng. Nó hơi khác mẫu đơn ta một tí, mẫu đơn ngoài đảo các bác nhá. Tiếp đến thì là cây sam hương dáng đổ tiếp theo. Không, con này thì nếu mà chính xác ra là gọi là dáng hoành. Đấy, con này cho vào cái chậu quạt thì hợp lý nhất. Nhưng mà thôi không có, thì một cái chậu vuông mà
có chân cũng cũng khá là hợp. Đấy, cây này cũng rất quái, thân quái. Các bác nhìn cái đường co gập của nó này. Đấy, đây mặt trước này. Đấy, phía trên nhìn xuống này. Cây rất sung, bắn lộc thu tủa luôn. Con này về cái tỉa một tí thì gọn gàng đẹp lắm. Rất chất. Chậu đẹp. Rêu riếc là mọc tùm rồi. Rêu này rêu tự nhiên nha các bác nhá. Rêu tự nhiên nó còn lâu nó mới tèo. Tiếp đến là một con sâm hương khác, con này quái hơn. Con này nhìn giống số 3. Đấy, cái đường co nhìn giống số 3 đúng không ạ? Bác nào mà fan của Chelsea thì sẽ thích cái cây này. Nhà tài trợ. Đấy, bên hướng này thì giống số 3 hơn. Rất quái nha, chi dăm rất dài. Cũng nằm trong một cái chậu tàu. Cây sâm hương hình số 3. Tiếp đến con này thì nó form kiểu lực lực ấy. Đệ rất đẹp. Con này cốt bây giờ thì đang hot. Kiểu cốt như này. Hơi lắc lượn tí, dễ buông như xanh si. Rất điệu đà và lực cây. Cây này thì chỉ cần khoảng 1 năm, 2 năm tạo tác thì rất là mịn nhá. Tiếp đến thì là một cây phong lá đỏ quá nhá. Cây phong ba thùy sống rất tốt ở Việt Nam. Cây này nhè đá rồi. Đấy, hút chặt cục đá luôn này. Cũng nằm trong sập tàu. Các bạn nhìn nó nuốt cục đá này. Đấy, đây là kẹp đá và hòn đá rất chênh vênh. Cây rất ok nhá. Rêu tự nhiên. Chậu tàu. Về chỉ phải chơi thôi. Con này thì không phải lo gì cả. Nó sống ở Việt Nam rất lâu rồi. Vài năm rồi. Không phải là mới về mà giao lưu luôn các bác đâu. Rất đẹp nha các bác nha. Cây này chắc là nhiều người sẽ thắc mắc này. Nhìn lá hơi giống lá cây trứng cá nhưng không phải. Đây là cây xếu, hay còn được gọi với cái tên khác là cây cơm nguội vàng ấy. Cây này thì có cái đường rễ được làm rất tỉ mỉ, là quấn xung quanh luôn. Cái này thì ghép cũng trên 2 năm rồi. Từ những cái rễ tơ là xoắn lại và bện lại và cho nó buông xuống. Xong nó cũng rất là cầu kỳ để làm nên cái tác phẩm này. Xin giao lưu với các bác. Tiếp tục là một cây sâm hương điệu. Cây này thì giá khá là mềm. Đường thân vặn xoắn này. Nó là bện lại cọng rễ. Xoắn từ nhỏ thì nó mới co được như này. Xoắn rễ xong lên là thân. Rễ nôm ấy bó lại nó liền rồi. Cũng chậu tàu luôn. Xin giao lưu với mọi người. Tiếp đến lại là một cây sâm hương bám đá khác. Cây này nằm trong một cái chậu. Rất nhiều chi tiết đẹp. Chậu chữ nhật. Hình thang đúng không? Đấy, anh em nhìn kỹ đây. Dễ nó dính, nó mút chặt vào đá rồi. Kẹt vào đá rồi nhé. Cực kỳ chắc chắn rồi. Cây rất xanh, rất mướt. Cây này thì lại dành cho bác nào mà thích đùn mà lại quái một tí. Đấy, cũng ôm đá nhá. Cây này đùn hơn. Cây này cắt tỉa một chút là nó rất là mịn luôn. Ôm hòn sỏi, ôm hòn đá cuội là chuẩn nhất. Nằm trong một cái chậu hình cái bồn tắm. Khá là hay. Chất gốm của Trung Quốc thì cực kỳ đẹp. Đấy. Chất trồng xịn sò luôn. Tiếp đến là một cây sâm hương khác nhưng mà ôm cái chùa nha các bác nhá. Ôm cái mái chùa. Đấy, rễ nó luồn vào trong trong cái mái chùa rồi. Cũng rất là đẹp. Đây là mặt chính của cây này. Cây giáng bay. Đây là từ trên xuống này. Một người bê, một tay bê nhẹ. Cây này rất đơn giản nhưng nó cũng có cái nét đẹp riêng, cũng được tạo từ những cái gọng rễ xoắn. Một cây cơ bản, giá mềm, anh em chơi. Cây sâm hương thì với chất liệu sâm hương cũng rất là dễ tạo tác ra những tác phẩm đẹp, dĩ nhiên là cũng phải có kiến thức. Đấy, cái này giá vài trăm.
một em hương tiếp theo, hình thành thành cọng rễ. Cái này dáng khá là phiêu, 3-4 cái rễ chập vào nhau này, lượn phát. Đấy, có cái cây tay bay bay ra, cái này là cây dáng bay các bác nhá, nhìn nó phiêu phiêu, em rất thích cái dáng trực hoành này. Tạm gọi thế, tại vì nếu mà tay hoành nó cần dài hơn một tí. Kế tiếp em hương lại ôm đá rồi, chất sông xịn sò. Những cây ôm đá thì nhìn vào cái bộ rễ của nó và cái cục đá nó rất là phù hợp với nhau, hòa quyện với nhau. Đây là mặt sau của cây này, sau cũng là nằm trong một cái chậu bồn tắm và chất trồng xịn sò Aca Pumit trộn với cả Lava Rock. Đấy, rễ đã ăn ra ngoài đáy chậu rất là khỏe, anh em về chỉ phải tưới nước và chơi bình thường thôi. Anh em nhìn kỹ, rễ nó cũng mút phết rồi đấy. Tiếp theo là có cây sam hương nữa, cũng cơ bản, cũng giá vài trăm, cũng nằm trong một chậu tàu chất trồng xịn sò, rễ buông ra từ đáy chậu. Nói chung là tất cả các cây đều rất là khỏe rồi, em mình làm sao lưu nhé. Một tay bê nhẹ này, đây mặt trước này, anh em về có thể cắt tới thép kia được rồi, cắt đi thoải mái đi. Tiếp đến nó cũng là một cây sam hương ôm đá cuội nữa. Cây mà làm từ những cọng rễ thì bao giờ nó cũng có cái sự mềm mại từ cái đường thân. Đấy, cho nó mút đá rất dễ, nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Cái chậu rất điệu, bốn chân như là cái bồn tắm ấy. Một em hương ôm đá tiếp theo. Đấy, nếu mà ôm đá thì thường là sẽ làm dáng bay bay một tí, đây là mặt sau nhé, còn đây là mấy là mặt trước này. Đấy, mặt trước của cây này, này. Cây dáng bay. Các bạn nào không thích thì có thể là uốn cái tay bay kia thành rơi xuống một chút cũng vẫn đẹp. Cái này thì nó khá nhiều cái ý tưởng tạo tác lại. Còn nếu mà để nguyên thì dĩ nhiên là vẫn chơi được rồi. Sam hương nó dễ tạo tác thành rất đẹp. Vẫn chưa hết, vẫn là những em hương. Cái này cũng bám đá, cũng quấn chặt đá. Nhưng con này thì sẽ phải nuôi thêm một chút nhé. Cái con này vẫn còn nhiều cái khoảng hở. Anh em thích vọc vạch ấy, thì sẽ thích con này, vì về còn custom thêm theo ý mình. Với anh em chơi cây thì đôi khi phôi đẹp nó đắt hơn cả cái thành phẩm. Cái thành phẩm về chẳng có gì để làm nữa. Còn cây phôi thì biết đâu nó lại theo ý mình. Ơ, chính ra con này rất là quái nhá. Đường thân vặn xoắn, vặn từ nhỏ luôn. Chi cành cũng không uốn nhiều mà cũng cắt giật. Con này về rút lại chi là đẹp rồi. Nằm trong một cái chậu chữ nhật rất là cơ bản. Con này dáng bay đẹp này. Đấy. Từ mặt trên nhìn xuống, dáng bay, dáng hoành rất đẹp. Đây là mặt sau này, chậu cực đẹp luôn. Em rất là thích cái chậu này, dáng cây này em cũng rất là ưa thích luôn. Sam hương rất dễ tạo tác ra tác phẩm đẹp này, cái rễ của nó. Cây này mà mịn chi dăm một tí nữa, chia xé nhỏ bông tán nữa thì đẹp lắm. Cây này thì lại giống một người đang ngồi tựa mông vào cái hòn sỏi, cái hòn đá cuội. Các bác thấy không? Giống phết. Cây này lợp tàn khá là mịn rồi. Đấy, cái chậu rất là đẹp, chi tiết rất nét, rất sắc. Đá quấn cũng rất chặt rồi. Dễ. Cây này mịn rồi, gần như là không phải làm gì nữa. Anh em về cắt tỉa theo cái form này thôi. Con này đẹp hơn này, con này vip hơn này. Con này thân pháp của nó ok hơn, chi dăm mịn hơn, già hơn. Cây này chơi quá được luôn. Bám đá mà rất là mịn nhá. Con này cũng phải tầm khoảng 5 năm tạo tác rồi, tại vì trồng ở chỗ nhỏ mà. Rất là ok là. Đấy, con này để bàn trà rất đẹp. Trước này, đây là mặt sau này.
nhưng mà chơi cái này chơi được khá hai mặt, nhìn mặt nào cũng vẫn là ok, không mặt này đẹp hơn, mặt này thì nó che được hòn đá. Đố các bác biết đây là cái gì này? Dễ xoắn không? Nhìn tưới nước ở đen thui luôn. Thôi cái này anh em tự đoán nhé, xem là cái gì nhá. Cái này thử một cái không tiết lộ tên xem là cái gì. Làm trong cái chậu tàu rất đẹp. Chơi chủ yếu là chơi cái rễ của nó ấy. Cần tán nó không có gì mấy thì đấy, hôm nay tạm thế đã. Có vài cây như này, anh em thích cây nào thì inbox tôi nhá. Cuối tuần rồi chả có gì thú vị bằng việc đi mua cây về để bán trà, làm chén trà.